14 tổ nhóm nông dân sản xuất chè của xã Lùng Vai lần đầu tiên tham gia họp với hai doanh nghiệp thu mua nguyên liệu. Đây cũng là địa phương đầu tiên của huyện Mường Khương thành lập được nhóm sản xuất chè, đại diện cho hơn 600 hộ dân có tiếng nói với doanh nghiệp trong việc thu mua chè nguyên liệu năm 2022. Người dân làm chè thì cũng mong muốn là ký được cái hợp đồng cho nó ổn định cái đầu ra. Không ký hợp đồng rồi thì lúc các công ty, lúc người ta mua, lúc người ta không mua cũng không làm được cái gì cả. Nên là rất ảnh hưởng đến về cái thu nhập của bà con. Đầu tiên là phải đảm bảo được sản phẩm chè sạch thì mới nói chuyện là ổn định lâu dài được. Năm trước, Hợp tác xã chè Mường Khương đã thu mua gần 8.000 đồng mỗi kg chè lúc đầu vụ. Nhưng chính vụ, khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng đến việc xuất khẩu, đơn vị này buộc phải hạ giá thu mua nhưng vẫn được người dân chấp nhận. Cùng với bà con đã thống nhất được, thứ nhất là Hợp tác xã cũng sẽ chia sẻ, thứ nhất về hướng dẫn kỹ thuật cũng như là chia sẻ về lợi ích, về giá cũng như chia sẻ về quy trình kỹ thuật, cũng như bà con cũng sẽ chia sẻ và đồng hành cùng với doanh nghiệp có cái bước giá nó cũng tương ứng một cân thóc trở lên. Xã Lùng Vai có 1.100 hecta chè, trong đó có khoảng 800 hecta chè kinh doanh, sản lượng có thể đạt tới 6.000 tấn chè búp tươi. Việc cung ứng vật tư đầu vào theo hình thức trả chậm cũng là giải pháp thích hợp để gắn kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Từ cái hợp đồng đó, chúng tôi sẽ làm căn cứ để tiếp tục là cung ứng cái phân bón trả chậm hoặc là thuốc bảo vệ thực vật trả chậm cho người dân để cái giá thu mua đạt mức tốt nhất, thì cũng có những cái tiêu chuẩn búp chè, khi bà con mà đạt được những cái tiêu chuẩn đấy thì chúng tôi cam kết là sẽ cái giá chè sẽ là ở mức tốt nhất để thu mua cho người dân. Các tổ hợp tác sẽ họp các thành viên và sẽ thống nhất lựa chọn các đơn vị thu mua để liên hệ, sau đó là sẽ làm việc với nhau để thống nhất ký hợp đồng, nâng cao cái chất lượng sản phẩm và cái năng suất để có cái sự hợp tác chặt chẽ giữa cái đơn vị sản xuất, doanh nghiệp với lại người dân. Thời điểm này cây dứa cũng vào vụ thu hoạch quả. Nếu việc mua nguyên liệu cũng được điều tiết theo giá thị trường hoặc có giá ổn định, nhưng sẽ cộng hoặc trừ phần trăm nhất định khi giá thị trường lên hoặc xuống, như việc sản xuất và mua bán chè búp, thì chắc chắn sẽ không còn cảnh dứa chín bỏ trên đường.